Xin chào các bạn với kênh Đức Nhân TV. Hôm nay Đức Nhân TV ra vườn để chia sẻ các bạn hai cái thứ thuốc để phun táo và phun bưởi. Giai đoạn này thì bưởi nó đang có lộc lon các bạn ơi. Đang có lộc lon này thì các cây bưởi nhỏ này mới trồng thì mình bắt buộc mình phải phun lộc lon thì phải phun được cái thuốc Fisan này để chống nấm các bạn nhé. Fisan này mình đã giới thiệu rất nhiều các bạn này để chống nấm các bạn này. Đấy, Fisan này rất tốt chống thúi nhũn, kể cả có quả bưởi đang giai đoạn này cũng phun được. Còn cây này cây non mình phun Fisan luôn vì mưa nhiều nó nấm cây này, nấm bệnh này. Cái thứ hai là mình phun cái diệp vương là mình vẫn dùng. Hai cái này là được một gói, là được một hai cái non, một lọ này và một cái gói này thì được một bình thuốc nhá các bạn nhá. Tiện lắm. Nếu mình phun vườn nhỏ là tiện. Cái này thì diệp vương mình giới thiệu các bạn rồi, nó chống được diệp sáp, sâu vẽ bùa và bọ trĩ các bạn nhá. Cho nên là bưởi là mình sẽ phun vào để chống cái thằng diệp vương này với thằng Fisan này là mình đã giới thiệu các bạn rồi. Thì phun cho cây bưởi nó đang có lộc lon này, nó có đang nhiều mầm bệnh này. Đấy, và sau mưa rất nhiều lấm thì mình phun dòng Fisan này với lại thằng diệp vương các bạn nhé. Còn cây táo thì giai đoạn này thì mình chia sẻ các bạn, nó đang có quả con rất nhiều các bạn. Em quay gần cho mọi người xem. Quả con nó đang rất nhiều các bạn này, đây quả con nó đang nhiều lắm, nó đang ra quả rất nhiều này. Đây bạn đang đậu quả đây. Thì mình phun gì đây, em quay gần cho các bạn xem. Rất sai quả luôn. Đấy các bạn này. Đấy các bạn nhìn nhé, quả rất sai luôn này. Đấy quả sai kinh khủng luôn. Đấy, và mình biết mình chia sẻ các bạn đấy, mình bón được cái NPK và nước kali cao ấy thì nó hoàn toàn là rất sai quả, mà trong đấy khi hôm qua mình đi nhiều vườn là giờ là chưa có quả các bạn nhé, ra hoa nhiều nhưng rất thiếu quả, trong khi táo của mình đấy các bạn này những quả rất là sai luôn đấy, các bạn nhé. Em quay ra góc này cho bạn các bạn xem này, sai chịu luôn, vài nữa thì kinh khủng đấy các bạn nhé. Đây bây giờ để mình chia sẻ tiếp các bạn là đây các bạn nhìn quả này thích không, nó sai như thế này này, đấy nó ra quả sai này, cành quả này sợ chưa đấy các bạn nhìn chưa, đấy quả rất sai luôn, dày quả luôn, càng tăng đầu tăm mà rất nhiều rồi. Các bạn thấy bây giờ mình chia sẻ các bạn cái thuốc gì mình phun cho táo giai đoạn này các bạn này. Đây là ba thứ thuốc nhé các bạn nhé. Ba thứ thuốc thứ nhất là cái thuốc này là cái chuyên môn là chữa về sâu cuốn lá này, sâu đục bẹ và nhện do lúa và sâu này. Thì cái thành phần này là cái thuốc này là cái thuốc là Azimex à. Tên nó là Azimex các bạn nhé. Azimex này. Đấy, sâu cuốn lá cho cái lá nó đỡ bị cuốn, ra lon ra nó bị cuốn các bạn nhé, và nó chống cái đây là chữa sâu nhé. Pha cái này thì là được 4 mm thì được 8 lít nước các bạn nhé. 4 mm pha từ 2,5 đến 4 mm được 4 lít nước. 8 lít nước các bạn nhé. Cái này là 14 mm các bạn nhé. Đấy còn cái thứ hai nữa mình phun cùng với nó là mình sẽ phun thêm cái ô hô các bạn này. Ông này ông tiên ra tay quét bay nấm bệnh nhé. Bệnh ra mưa, sau mưa thì cây bưởi, cây táo đều có nấm. Thì mình phải phun nấm luôn cho cây bưởi các bạn. Đấy mình phải phun nấm luôn các bạn. Đây em quay gần cho các bác xem cái gói này nhé. Đấy, cái này mình phun nấm này cho bưởi cho táo luôn này, nhưng mà mình chuyên về táo vì cái này phun táo thì được các bạn nhé, cái này phun táo được, còn chốc mình có chuyện cái kia tiếp. Cái thứ hai là cái gói ba cái gói này, cái ô hô này và cái gói nữa là cái men, cái ven vi, cái đậu quả này các bạn, cái là phân lá bón lá vi lượng, cái là vi vắc phun này. Đấy, đều phun các bạn nhé, chuyên về phun để chống rụng hoa trái non và do thiếu bo, cái này tăng đậu trái và chắc hạt các bạn nhé. Cho nên là mình chúng ta được phun cho cây táo này ba thứ thuốc. Thứ nhất là ô hô các bạn nhé, là chị chuyên về nấm vì sau mưa nấm nhiều. Cái hai thứ là cái phun đậu quả là cái dòng Livec phun với bun này. Đấy, các bạn này, cái này là của Anh Quốc các bạn nhé. Cái này chuyên luôn là chống đậu quả, nó cung cấp là đạm là 4,8%, bo là 110 ppm và tỷ lệ là 1,36. Đấy, cái này cho chức là cho đậu quả mà tránh rụng trái non, tránh rụng hoa, rụng quả các bạn nhé. Tránh rụng quả, đậu quả rất tốt. Và hai là cái ô hô này là ta phun thêm các cái nấm bệnh các bạn nhé. Cái Azimex, cái ô hô thì mình đang nói đây, và cái Azimex các bạn này thì trên các sâu cuốn lá nữa, cho nên các cái cây quả táo nó ra là nó đang bị cuốn lá, là mình phun luôn nó đỡ bị cuốn lại các bạn. Lá lon nó vẫn đang trong quá trình này, nó vẫn đang nở ra lá thì nó vẫn còn phát triển, nó vừa hoa vừa lá, cho nên mình phun để cái lá nó mở ra các bạn. Cho nên là mình dùng ba thứ thuốc này dùng cho cây táo các bạn nhé. Mình nói lại này, cái bên kia bị sâu cuốn ra đấy, sâu cuốn lá nó giờ phải phun mà. Thì cái ô hô này các bạn nhé, cái ô hô này là chuyên về đánh nấm bệnh các bạn nhé. Thì sau mưa là sương mai thán thư và thối nhũn, vàng lá đốm vòng, đốm lá dì sắt vết sẹo và đạo ôn. Thì cái này là cái ô hô này phun rất tốt cho cái táo, là cái bệnh nấm này các bạn này. Cái thứ hai nữa là cái Livec Bun này là cái đậu quả, tăng đậu quả cho cây trồng là đặc biệt táo đây. Rất là sai quả và đang phun vì mình đã sử dụng cái NPK trước là hàm lượng kali cao đấy các bạn. Và mình bón kali cho cái táo này rồi các bạn nhé. Cái thứ ba nữa là cái Azimex này các bạn, là chuyên về sâu cuốn lá vì nó có đang cái táo đang có các cái lá mới ra, nó đều có bị cuốn nên là mình phải phun cho nó mở. Nói chung là mình chia sẻ. Còn cái thằng bưởi thì mình lại quay lại là cây bưởi, lúc này thì người ta lại phun cũng là hạn một cái vườn này nhưng phải chia ra hai loại thuốc các bạn nhé.
Cái thứ nhất là cái dòng diệp vương này. Diệp vương này và cái phi san này chỉ phun cho bưởi thôi. Nếu mà phun cho táo là lúc này nó sẽ nóng là nó rụng. Cho nên là mình tách ra làm hai thứ thuốc, thuốc này chuyên cho bưởi và thuốc kia là chuyên cho táo. Đấy là cái kinh nghiệm chia sẻ dùng thuốc ngay trong một cái vườn cây này, nó chỉ có 10 cây táo với lại khoảng 20 cây bưởi của nhà mình mới trồng thôi. Nhưng mình đều phải có tư duy để làm vườn. Chứ còn mình cứ tiện mà không tư duy kỹ, không hỏi các cái cửa hàng thực vật họ bán thuốc để họ chia sẻ cho kỹ, và mình không nghiên cứu trên các cái bao bì, trên các cái vỏ để các nhà khuyến cáo của các công ty thuốc, thì mình mà dùng thì nó sẽ dễ bị lợi dụng nó, thì nó có thể bị hỏng mà không hiệu quả. Chứ vậy trong một vườn này mình phải tách ra hai thứ thuốc, ngay trong một vườn này hai thứ thuốc các bạn. Trong quá trình này là mưa nhiều lấm thì mình phải bổ sung phun nấm và sâu vẽ bùa diệp cho cây bưởi, thì là diệp vương này, rồi là cái phi san để chống nấm. Còn dòng bên cây táo thì mình chuyên phun đậu quả và một số thuốc vừa rồi. Mình chia sẻ các bạn như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube. Các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký kênh YouTube ủng hộ mình. Mình sẽ có những cái thiết thực chia sẻ các bạn. Xin chào các bạn và gặp lại video sau. Xin chào. Đây cái cây đang đậu quả các bạn nhá. Đây, quả đã trái đang đậu rất sai luôn. Đây, nhìn này. Sợ chưa? Các bạn nhìn này, quả này nó đang bám quả rất là nhiều luôn. Đấy các bạn nhá. Được, quả đang bám rất sai luôn. Này. Nhìn này. Em quay thích không này? Ui giời ơi, sướng không? Này, bón được cani cái các bạn nhìn này. Đây, em quay cho các bác xem này. Sợ chưa? Quả lại đang bám rất nhiều luôn này. Đấy, lượng quả đang đầu, quả đang đầu ngón tay ra rất nhiều rồi. Đấy, đang ra xanh này, đấy bám này. Đấy, quả này, nhìn này, thích không? Đấy, bám quả này, quay gần mới được, vì cái máy mình không zoom được, phải quay gần cho các bác xem. Đấy, đang lượng quả rất nhiều. Đấy, cho nên mình bón được cani nó khác ngay. Đấy, mình đi thăm một số vườn thì bây giờ hiện tại là đang rất nhiều hoa nhưng chưa có quả. Trong khi vườn của mình đây bón được cani sớm và nay mình sang phun các bạn. Đấy, rất là sai quả.